Mọi người có điên không hả? Sao lại viết mấy cái comment điên cùng cho mình như vậy hả? Mọi người nói đúng mà, bạn rất quái dị. À! Tina, mọi người đang comment bạn béo kìa. Cái gì? Đúng rồi còn gì nữa? Bạn bị điên rồi à? Bạn mới điên á. Mình yêu Zack. Cái gì? Đủ rồi, coi chừng mình đó. Ủa, mình chỉ giỡn thôi lại mà. Lại nữa rồi, khán giả đã mệt mỏi mấy vụ cãi nhau này rồi. Chúng ta phải quay cái gì đó thú vị hơn. Bây giờ là cảnh buồn cười nè, chúng ta sẽ sớm tăng lượt view thôi. Đồ ngốc, ai cho bạn quay hả? Chương trình chưa bắt đầu mà. Cẩn thận camera đó. Các bạn thân mến, tụi mình đang ra mắt một show được chờ đợi từ rất lâu rồi. Chiếm lấy tình yêu của Zack. Không, tụi mình muốn xem cái khác. Tụi mình muốn cuộc thi đám cưới. Cái gì? Cuộc thi đám cưới hả? Harry, chúng ta làm gì bây giờ? Nếu muốn lên top thì phải làm theo yêu cầu của người xem thôi. Ok, được rồi. Hello cả nhà, lại là mình đây. Đây là đây. Và đây là camera Harry. Và đây là show đám cưới đẹp nhất. Màn khởi động không đồng hạng của mình chắc chắn sẽ thắng rồi. Cô nàng đẹp quá. Anh bạn bị say đắm con nhỏ ăn xin đó rồi hả? Zack, chọn mình đi, mình ok lắm đó. Không, mình nè, người giàu nên đi cùng nhau mới xứng chứ. Các cô gái ngồi yên đi mà. Không có thời gian để giải thích nhiều. Chúng ta đang quay show mới đám cưới đẹp nhất. Cái gì? Nhưng còn chiếm lấy tình yêu của Zack thì sao? Mình phải thắng để Zack là của mình. Và bây giờ sẽ không ai giành với mình nữa. Khoan đã, giải nhất là quay TV show cá nhân đó. Ôi trời ơi, mình tham gia. Cơ hội để mình trở thành ngôi sao đây rồi, hoan hô. Và bây giờ chúng ta sẽ live trực tiếp nha. Hẹn gặp các cặp đôi. Các bạn thân mến, bạn muốn gặp cặp đôi nào? Đúng rồi, điều này cũng áp dụng cho các bạn. Các bạn yêu thích cặp đôi nào? Hãy comment cho tụi mình biết nha. Eva và Zack, Casey và Chris, Tina và Nay. Eva và Zack, Tina và Nay. Tất cả các cặp đôi đã được chọn. Hãy bắt đầu chương trình nào. Thật nực cười, sao nhỏ Eva ăn mày đó lại cặp với Zack chứ? Mình ghét nó. Nó lúc nào cũng nhìn crush của mình. Eva, bạn là cô gái tuyệt nhất mà mình biết. Và mình bây giờ sẽ là cuộc thi đầu tiên. Mình không thấy gì hết. Bạn bị điên rồi hả? Sau đây là thể lệ của cuộc thi. Bạn trai sẽ nhắm mắt lại và họ sẽ phải tìm bạn gái của mình chỉ bằng cách chạm. Phải Eva không ta? Zack, bạn thật thông minh. Đúng rồi đó Tina nè. Nồng nàn ghê. Đây chính là Eva. Đoán đúng rồi. Yay. Chúng ta đã có người chiến thắng. Không công bằng. Bọn mình còn chưa thi mà. Đây là quy định rồi. Zack đã tìm ra bạn gái trước. Các bạn có thể cạnh tranh trong cuộc thi tiếp theo. Cặp đôi đầu tiên đã vượt qua thử thách. Hoan hô. Gặp lại các bạn cuộc thi tiếp theo nha. Zack chắc chắn sẽ thích mình. Khi nhìn thấy điệu nhảy này, Zack sẽ nhìn thấy tài năng của mình và sẽ yêu mình. Tức quá, mình ghét con nhỏ Eva này. Cái gì vậy trời, bị lên cơn hả? Im đi. Mà sao bạn vào phòng mình làm gì hả? Mình đến để bàn kế hoạch tống cổ nhỏ Eva đó nè. Chúng ta sẽ loại nó ra khỏi cuộc thi và Zack sẽ là của tụi mình. Mình nghĩ chúng ta hiểu nhau quá đó. Chắc rồi. Mình đồng ý, chúng ta sẽ loại Eva và chỉ còn hai ta cạnh tranh công bằng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giấu hết đồ ăn và nhỏ ăn mày Eva đó sẽ không còn gì để ăn ngoài đồ hộp bốc mùi này. Đúng rồi.
Chăm sóc tốt lắm, để cho cô ta nếm mùi cướp bạn trai của người khác. Trời ơi, mình đói quá. Cái gì? Không còn gì để ăn hết hả? Có đây nè, đồ hộp nè. Nhưng mà nó đắt lắm nha, còn rất ngon nữa. Nhưng hôm nay tụi mình vui nên tụi mình cho bạn ăn đó. Đã quá, cảm ơn nhiều nha. Ngon quá à. Ừ, ngon chí quá. Eo, mùi gì vậy? Mấy cô gái sang chảnh mà. Tốt hơn là mấy cô nên chuẩn bị vé cưới cho cuộc thi tiếp theo đi được rồi đó. Bây giờ mình sẽ giành chiến thắng thiệt nè. Mình sẽ mua một chiếc váy cưới xịn sò nhất ở Paris. Còn mình sẽ có nhà thiết kế nổi tiếng may váy cho mình. Chưa bao giờ ăn đồ hộp ngon vậy luôn đó. Ôi trời ơi, biết mặc cái gì bây giờ? Mình biết tìm váy cưới ở đâu ra chứ. Eva, nghe nói bạn đang tham gia cuộc thi váy cưới đẹp nhất đúng không hả? Cho nên mình đã order một cái váy của nhà thiết kế hàng đầu cho bạn nè. Cái gì? Không, Jack, mình không cần tiền của bạn. Mình sẽ tự làm váy cưới của nhưng mình. Nhưng không làm vậy sẽ không thắng đâu. Bạn biết có tiền là có tất cả mà, đúng không hả? Đừng nói nữa, mình không muốn giống mấy tiểu thư nhà giàu đó. Mình sẽ tự may váy và sẽ cho mọi người thấy không có tiền vẫn thắng được. Khán giả thân mến, bây giờ các bạn sẽ xem số thời trang của các cô gái trong trang phục cưới. Ai được các chàng trai chọn sẽ giành được chiến thắng. Các cô gái chiến thắng, cố lên. Đầu tiên là Casey. Jack, nhìn mình đẹp không? Chọn mình nhé. Bà thậm chí còn không mặc váy cưới nữa. Tiếp theo là Tina. Follow Instagram của mình nhé. Mình là ngôi sao. Quá thảm hại. Và người cuối cùng trên sàn catwalk là Eva. Đây là trang phục của cô nàng. Đây là chiếc váy đẹp nhất mà mình từng thấy luôn. Eva, bạn đẹp quá. Nói gì bây giờ cũng thừa hết. Một lần nữa, Eva và Jack giành chiến thắng. Mình ghét tình ngốc đó ghê gớm. Hắn không xứng đáng với Eva. Cái gì? Làm sao mà nó có thể thắng với chiếc váy đó chứ? Tại bạn hết đó. Nhỏ ăn mày đó sẽ phải hối hận. Coi cô ta co rúm kìa. Bạn nên đến trường mẫu giáo thì đúng hơn. Các bạn chơi ác quá à. Cục vàng của mình. Sao bạn lại ở đây? Nghe này, đồ con khỉ. Mình thích bạn đấu tay đôi với mình đó. Trả Eva cho mình, còn không thì bạn sẽ tiêu đời. Uống thuốc chưa vậy anh bạn? Bình tĩnh đi, không mình gọi cảnh sát đó. Cảnh sát hả? Không cần cảnh sát đâu, mình giỡn thôi mà. Đi đây. Đầu óc cậu ta lú lẫn vì Eva của mình rồi. Cũng may là cậu ta không nhìn thấy cưng cục vàng của mình. Các bạn ơi, đã đến cuộc thi khiêu vũ đám cưới của các cặp đôi rồi. Các thí sinh của chúng ta đã chuẩn bị từ rất là lâu rồi. Cái gì? Bọn mình chưa chuẩn bị gì hết luôn á. Đúng, chúng ta phải làm gì bây giờ chứ? Ồ dễ ẹt, khiêu vũ là sở trường của mình rồi. Và mình cũng biết khiêu vũ. Ồ, vậy thì anh bạn và Casey nhảy trước nha. Tiếp tục đi. Máy quay đã sẵn sàng. Và bây giờ là cặp đôi đầu tiên, Chris và Casey, với điệu khiêu vũ đám cưới của họ. Trời ơi, vì sẽ chạm nóc mất. Đẹp kinh khủng luôn. Mình là tuyệt nhất. Đăng ký TikTok của mình nha, liên ở bên dưới mô tả nhé.
Và cặp tiếp theo của chúng ta chính là Eva và Zack. Zack, chúng ta sẽ làm gì đây? Mình không biết nhảy gì đâu nha. Đừng lo lắng mà hãy tin mình đi. Bạn đã thuê vũ công á hả? Tất nhiên rồi, rất sang chảnh. Vì sao về một nụ hôn? Tại sao? Mình muốn giành chiến thắng mà không đụng đến tiền bạc. Còn bạn, bạn phá hỏng mọi thứ rồi. Một cặp đôi đã bị loại. Và chúng ta vẫn còn Tina và Nate. Mọi người nhìn đây, coi dancer tung chiêu này nha. Mình phát ngán với mấy cuộc thi ngu ngốc này rồi. Đủ rồi, mình không muốn quay nữa. Mình sẽ giả đò bị gãy chân. Gọi cấp cứu đi, giúp tôi với. Content shock. Thêm một cặp đôi nữa đã bị loại. Và người chiến thắng là Casey và Chris. Mình có TV show rồi. Gọi xe cấp cứu đi, giúp tôi với. Giúp tôi. Không có gì phải lo lắng, chân của bạn hoàn toàn bình thường. Bác sĩ ơi, xin hãy nói giúp mọi người rằng tôi bị gãy xương và không thể thi cuộc thi ngu ngốc này nữa. Dạ, tôi không biết. Tôi sẽ trả tiền cho cô, cầm đi nè. Được rồi. Ôi, bị sao rồi? Chân của mình đau quá. Thật không may, bệnh nhân đã bị gãy chân và cậu ta sẽ không thể tham gia chương trình được nữa. Mình còn không thể đi bộ được nữa. Ôi, không phải chứ. Buồn quá đi à. Tina, mình rất vui vì bạn lo lắng cho mình đó. Điều tồi tệ là giải thưởng của mình. Mình phải chiến thắng và bắt đầu show riêng của mình. Mình sẽ là ngôi sao. Nhưng mình không thể tham gia được nữa. Không quan tâm, phải tham gia. Bạn đã phá hỏng mọi thứ luôn rồi. Dạ, không phải lỗi của mình, mà tại bạn đẩy mình mà. Nhưng tại sao mình cần chiếc xe lăn ngu ngốc này? Mình có bị tàn tật đâu, mình đi được mà. Đồ ngốc, mình ghét bạn. Dù sao thì bạn cứ làm gì bạn thích đi. Nhưng ngày mai chúng ta phải thắng đó. Bạn điên hả? Làm gì vậy? Hãy nhớ rằng bạn sẽ không là gì nếu không có mình. Dạ thưa cô. Đưa tôi đi spa ngay lập tức. Tôi đang rất quạo đây nè. Dạ thưa cô. Con tiểu thư nhà dạo này khiến mình phát điên hết. Trời ơi, cá quá. Nhưng không thể để bị phát hiện được. Nếu ai mà thấy mình đi bộ được thì mình sẽ không thoát khỏi cuộc thi này đâu. Nay ơi, để mình giúp bạn nha. Nè, của bạn đó. Cảm ơn Eva. Bạn thật là tốt bụng đó. Không có gì đâu. Và bây giờ là lúc tận hưởng rồi. Các đối thủ cạnh tranh của chúng ta sẽ khoe bánh cưới của họ cùng gặp gỡ cặp đôi đầu tiên, Casey và Chris. Đây là kiệt tác của bọn mình. Mình tò mò muốn xem bánh cưới của Eva quá. Rõ ràng hai bạn có một cái bánh cưới bình thường luôn. Chà, hãy xem Tina và Nate đã làm gì nha. Xem nào. Giờ là cái gì đó hay ho nè. Chúng ta chắc chắn sẽ triệu view. Đúng, cái bánh của bọn mình là đẹp nhất. Giống mình vậy đó. Mọi người ơi, hãy bình luận cho mình nhé. Cái bánh vẫn là cái bánh thôi. Bạn dám hả? Đúng là ngu ngốc. Cô ta đã mua cái bánh lớn như vậy ở đâu chứ? Tuyệt vời. Cuộc thi đã dần hé lộ người chiến thắng rồi. Nhưng hãy xem Eva và Zack đã mang lại gì cho chúng ta nha. Con nhỏ tội nghiệp đó còn không mua nổi cái bánh cưới bình thường nữa. Đó có phải là mấy cái bánh khớp hay lề đường không vậy? Im miệng đi, không phải bánh của bọn mình. Đây nè, tuyệt vời. Bự quá đi. Bạn làm mình phát điên mất. Đỡ nè. Còn tên sốc.
Bạn đang làm cái quái gì vậy hả? Mình sẽ gọi bảo vệ ngay bây giờ đó. Zack, tại sao bạn không hiểu? Tất cả là tại bạn. Mình muốn chiến thắng mà không cần tiền. Và mình nghĩ bọn mình đã hiểu nhau. Chúng ta sẽ thắng mấy cô tiểu thư nhà giàu này. Và quá ra bạn cũng giống bọn họ thôi. Ivan, đợi đã. Trời ơi, chà, chúng đã có người chiến thắng rồi. Tina và Nate. Yes, yes, yes. Đúng rồi, đúng rồi. Chân của mình. Eva, đừng buồn nữa mà. Mình không chấp nhận được. Sao tiền là thứ quan trọng nhất trên đời chứ? Bạn sai rồi, điều quan trọng nhất là tình yêu. Chiếc bánh này rất ngon đó. Nhưng nó không phải của mình. Mình muốn tự làm bánh cưới. Và Zack đã phá hỏng mọi thứ luôn rồi đó. Mình đã biết cách an ủi Eva rồi. Eva. Cô gái xinh đẹp nhất Eva, người anh yêu suốt đời. Chris, bạn thật tài năng. Eva, có lẽ chúng ta hãy từ bỏ cuộc thi này đi. Chúng ta hãy quên mọi thứ và bỏ trốn đi. Mình xin lỗi, nhưng không được. Mình chưa hiểu cảm xúc của mình nữa. Bạn thích Zack? Không, ý mình là đúng, nhưng mình cũng thích bạn nữa. Mình hiểu, nhưng bạn nên biết rằng trái tim mình sẽ luôn dành cho bạn thôi. Hy vọng bạn sẽ lắng nghe cảm xúc của chính mình. Và chúng ta sẽ có nhiều view. Bọn mình sẽ phá đảo internet luôn. Chuyện gì vậy? Mình không ưa nổi các bạn. Mình muốn giành chiến thắng. Và nếu bạn không đồng ý, vệ sĩ của mình sẽ đập dở máy ảnh của bạn. Không, đừng mà. Gia tài của mình đó mà. Bạn không nghe mình nói hả? Mình phải thắng. Được rồi, bọn mình sẽ giúp bạn chiến thắng. Chỉ cần đưa máy ảnh lại đây thôi được không? Bạn đã lựa chọn rất đúng. Giờ thì đi thôi. Con nhỏ hư hỏng này bất não rồi đó. Chà, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phải để cô ta chiến thắng thôi. Wow, đây là món ngon nhất trên đời mà mình được ăn đó. Tất nhiên ngoại trừ mấy đồ đóng hộp đó. Dĩ nhiên rồi, mình đoán trong thùng rác của bạn không có mấy đồ này đâu. Tina, sao tự nhiên bạn hào phóng như vậy? Bạn đã mua pizza cho mọi người sao? À, chỉ ăn mừng chiến thắng của mình thôi. Chiến thắng gì chứ? Được rồi, chúng ta sẽ quay cuộc thi hôm ngay bây giờ nha. Yay, Zack là của mình. Tất nhiên là không, mọi người sẽ hôn bạn chơi của chính mình. Cái gì? Không được. Mình cũng vậy. Chết tiệt, không còn cách nào khác. Mình yêu Zack nhưng chiến thắng quan trọng hơn. Đúng cái bạn cần, giờ mới là số nè. Không đời nào, mình sẽ không để Tina thắng đâu. Nếu Chris không muốn hôn thì mình sẽ hôn Zack. Bạn đang làm cái quái gì vậy hả? Điên rồi hả? Tránh xa mình ra đi. Bạn đi đâu vậy? Zack yêu ơi. Dừng lại, còn chương trình thì sao hả? Mọi người bình tĩnh lại cái đi mà. Cái gì vậy? Mình đã thắng chưa vậy hả? Rồi. Hoàng hôn. Gì vậy trời ơi? Next, bạn sẽ tiếp tục tham gia chương trình chứ? Chắc là không. Mình bị gãy chân và mình không thể làm nhiệm vụ được nữa rồi. Bạn nói cái gì? Mình phải chiến thắng. Quay đi, quay phim đi. Chúng ta sẽ có show hay nhất. Dừng lại đi. Mình ghét bạn. Ghét bạn. Vậy là đủ rồi. Đây có phải là cú twist không hả? Vậy là sao? Bạn có thể đi được. Ôi, đồ dối trá. Thế là sao? Bạn chết chắc rồi. Ơi, giờ mình sẽ bị gãy xương thiệt đó. Có ngon chạy khỏi đây đi, bạn đừng hòng trốn được. Bạn đã quay chưa? Chúng ta sẽ phá đảo internet. Và bây giờ là cuộc thi bán kết của chúng ta. Thể lệ rất đơn giản. Các chàng trai sẽ vẽ hình trên lưng của các cô gái. Và các cô gái sẽ đoán họ đã vẽ cái gì. Bắt đầu thôi. Một cái cây, cây cọ mặt trời. Chọn chút, chưa vẽ xong mà. Là một bông hoa. Cặp đôi đầu tiên ghi được 10 điểm. Cuộc thi thú vị quá đi. Bây giờ đến lượt chúng ta.
Là trái tim đúng không? Đoán đúng rồi, làm rất tốt. Tránh ra nhỏ ăn mày. Giờ mình sẽ chỉ cho bạn cách đoán nè. Nè, vẽ đi nào. Cô ta đã làm mình phát điên. Giờ mình sẽ cho cô ta biết tay. Trừu tượng quá. Không phải là bức vẽ nữa, mà là tác phẩm nghệ thuật đó. Phải cái tháp không vậy? Không. Vậy là cái gì? Bạn điên rồi hả? Nó xứng đáng dành cho bạn mà. Đúng là tên ngốc mà. Vậy ai thắng vậy? Tình bạn đó đã chiến thắng cuộc thi ha. Mình phải lắng nghe cảm xúc thật của mình, nhưng mình không làm được cho đến khi nói chuyện với Zack. Vào đi. Zack, hello. Mình muốn nói chuyện với bạn. Hello, nói đi, mình đang nghe nè. Tại sao bạn luôn phô trương tiền của mình như vậy? Trước đây bạn không như vậy mà. Eva, bạn không hiểu gì hết. Tiền thống trị thế giới. Bạn chỉ có thể hạnh phúc nếu bạn giàu. Không, điều đó không đúng. Bạn không phải như vậy đâu mà. Eva, bạn không hiểu mình gì hết. Dù sao thì mình cũng chán cuộc trò chuyện này lắm rồi. Cái gì đây? Cái gì? Zack chỉ ở bên mình để có được lượng người theo dõi. Vậy mà mình tưởng là thiệt. Sao cậu ta lại đối xử với mình như vậy? Eva, bạn đã đúng. Mình đúng là kẻ ngốc. Mình yêu bạn. Cái gì? Eva đâu rồi? Không, nhật ký của mình. Hy vọng Eva không đọc được những gì mình viết trong đó. Eva, bạn rất xinh đó. Mình rất vui vì bạn đã sửa lại cái váy của mình rồi. Cảm ơn. Sao nhỏ ăn mày lại khó chịu vậy chứ? Cuối cùng nó cũng hiểu ra sẽ không thắng nổi hả? Chắc cô ta đã tìm thấy bộ não mới trong thùng rác. Đừng có nói kiểu đó với Eva. Hello mọi người, bây giờ cuộc thi cuối cùng, lời tuyên thệ đám cưới và người đầu tiên tuyên thệ tình yêu vĩnh cửu sẽ là Tina và Nate. Tình yêu gì chứ? Mình chỉ làm để có show riêng thôi. Chà, bạn đang khỏe chứ? Đừng làm mình mệt nha. Hãy vỗ tay cho các thí sinh nào. Cặp đôi tiếp theo sẽ là Chris và Casey. Chris nhìn bạn cũng được đó, nhưng Zack giàu và ngầu hơn. Zack thật tuyệt. Rating đang giảm rồi, chúng ta phải làm gì đó. Casey, mình sẽ trả tiền cho bạn nếu bạn nói điều tốt đẹp về Chris. Bây giờ mình đã hiểu lý do các bạn không bao giờ giàu nổi. Chris, anh chàng tốt bụng ngọt ngào và đẹp trai. Tao cũng rất tuyệt. Được rồi, cặp đôi tiếp theo là Zack và Eva. Eva, bạn rất tốt bụng và ngọt ngào, bạn rất xinh đẹp. Và mình đã yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Câm miệng đi. Bạn là đồ dơ ra. Đúng rồi, tiếp tục đi, diễn tiếp đi. Chuyện gì vậy? Sao bạn dám hả? Bỏ tay ra khỏi bạn trai tương lai của mình đi. Cậu ta là kẻ dối trá, không biết xấu hổ. Cậu ta đã lừa dối tất cả chúng ta. Đây là nhật ký nè, trong này biết mọi thứ về chúng ta đó. Để mình đọc nó coi. Cái gì? Mình là đứa hư hỏng hả? Bạn đã gọi mình là gì? Dại trai. Nhưng bạn biết không, mình vẫn yêu bạn. Và tiền của bạn nữa. Cái gì? Không, mình vẫn yêu Zack mà. Nhưng mình không yêu bạn Zack. Mình biết sẽ xảy ra chuyện này. Bọn con trai đều giống nhau mà. Eva,
Sao bạn lại buồn vì tên Zack ngốc nghếch đó? Hắn ta không xứng đáng với bạn đâu. Mình biết, nhưng mình rất buồn vì Zack đã nói dối. Mình tự Zack yêu mình thật. Mình rất tin Zack, nhưng cậu ta đã phản bội mình. Bây giờ mình không còn ai hết. Không đâu, còn có mình nè. Eva, mình muốn nói với bạn từ lâu lắm rồi. Mình yêu bạn, Chris. Mình chưa thể trả lời ngay được. Hãy cho mình thêm thời gian nha. Ok, mình sẽ cho bạn thời gian để suy nghĩ. Zack vẫn sẽ là của mình. Sao bạn lại muốn có cậu ta nữa? Cậu ta đã nói cậu kiêu ngạo và hư hỏng mà. Ngốc quá. Mấy cái đó bình thường mà. Mình giỏi hơn bạn nhiều, rõ như ban ngày mà. Content show. Biết rồi, hãy làm show mới đi. Tụi mình ghét mấy show này quá rồi. Bọn mình không tham gia nữa. Đi thôi. Kể cả là một mức lương khổng lồ, mình sẽ trả thiệt nhiều tiền và biến các bạn thành đại gia. Tiền là cha là mẹ mà. Đồng ý. Sau đây cuộc thi đầu tiên là trồng chuối. Thay quần áo và bắt đầu đi nha. Nhanh lên đó. Quá dễ, mình đã luyện tập từ hồi nhỏ rồi. Giờ mình sẽ cho Casey thấy ai ngầu hơn nha. Kẻ thua cuộc ơi, coi mà học theo nè. Mình không ưa bạn nổi mà. Ngu ngốc mà, rồi chúng ta sẽ đứng đầu top thôi. Ủa mà show này tên gì vậy hả? Siêu ngốc gặp nhau. Mọi người ơi, nè, sao lại chen ngang mình vậy? Đến lượt của mình mà. Vậy thì nói cùng lúc đi, lẹ lên, chương trình đang bắt đầu đó. Được thôi. Chào mọi người, bạn đang xem siêu ngốc gặp nhau. Mình là ngốc, còn mình siêu ngốc. Khoan đã, bạn ngốc hơn mình mà. Không, bạn mới là siêu ngốc đó, biết không? Đúng rồi, quay xong rồi. Hai người họ như vậy là dễ hiểu, không cần chương trình luôn đó. Đúng là thảm họa, chương trình này không có người chiến thắng sao? Đừng lo lắng, chỉ cần có show mới là êm hết. Chương trình mới nào, mình chán làm việc mà không có tiền rồi. Mức lương đã hứa cho mình đâu hả? Nói đi, nhanh lên. Oh, tiền của tôi. Về với ba ba đi. Nếu ai cũng ghét mình như vậy rồi thì mình sẽ đi. Nhưng bọn họ không thể làm gì mình được. Bọn họ đã thua. Nhà mình mới được nổi tiếng đó thôi. Quay phim nào, nên quay cái gì đó hay ho một chút đi. Để nó tràn ngập các nền tảng, mình linh cảm là được. Eva, mình có điều muốn nói với bạn. Mình không sao thể chờ được Chris? Nữa đâu. Eva, bạn sẽ lấy mình chứ? Chris, chưa chắc mà. Nhưng tụi mình hãy thử, mình đồng ý. Show đây rồi. Thời tới rồi đó. Hoan hô. Mình hạnh phúc quá. Mình cũng vậy nữa. Bạn đã thấy chưa? Thấy rồi nè. Tụi mình phải lên sóng chương trình này gấp. Sẽ giàu to cho xem. Đúng rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ nổi tiếng trở lại. Còn với bây giờ còn có người chiến thắng nữa. Vậy đây là cách em đối xử với anh. Em đã quyết định bỏ anh để đến với Chris hả? Không đời nào, không bao giờ. Eva sẽ là của mình. Khoan đã, điều quan trọng là show của riêng mình. Mình quên mất, bạn giống như đang chờ đợi. Cơ hội để mình trở thành ngôi sao đây rồi, hoan hô. Và bây giờ thì hãy nhanh lên. Sao vậy? Eva, bà là cô gái tuyệt nhất mà mình từng gặp đó. Mình... Thế lễ cuộc thi chính là
các chàng trai sẽ bị bịt mắt và sau đó thì sẽ làm mọi thứ không biết gì hết luôn. Không công bằng là mình đã thiệt tình mà. Đồ ngốc trộn nó lên. Eva, nghe nói bạn đang tham gia một cuộc thi vé cưới đẹp nhất, cho nên mình đã order một cái mình không thích câu thoại này. Mình không thích nó. Không thích câu thoại này. Không thích, không thích. Không thích câu thoại này nha. Bạn nên đứng dậy, cố lên đi nha. Mình sẽ lại đi. Bắt đầu lại nha. Xin lỗi các bạn, mình rất xin lỗi. Xin lỗi các bạn. Mình sẽ không để Tina thắng đâu. Mình chỉ đang ngồi. Mình đang ngồi rồi sau đó bạn bắt đầu cười. Và sau đó thì là trái tim đúng không? Mảnh giấy rơi xuống. Cậu ta đã cố gắng nhặt lên nhưng không được.